Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng đã có buổi tiếp ông Saud Al-Suwaylim, Đại sứ Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chào đón ngài Đại sứ đến Đà Nẵng, đồng thời đánh giá cao tiềm năng, triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương Ả Rập Xê Út nói riêng. Mong muốn ngài Đại sứ với vai trò của mình sẽ tiếp tục kết nối nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Ả Rập Xê Út đến tìm hiểu cơ hội kinh doanh, hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng trong thời gian tới. Ông Saud Al-Suwaylim, Đại sứ Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển về kinh tế xã hội tại Đà Nẵng thời gian qua. Ông đã đến tham quan các điểm du lịch tại thành phố và rất ấn tượng, đồng thời cho biết hiện cũng rất quan tâm đến chủ trương đón khách quốc tế của Việt Nam và của thành phố Đà Nẵng. Qua tìm hiểu các ngành kinh tế trọng điểm của thành phố, đặc biệt là công nghiệp, ngài Đại sứ khẳng định sẽ phát huy vai trò cầu nối để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Đà Nẵng nhiều hơn, cũng như thúc đẩy tăng cường hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của Ả Rập Xê Út với thành phố Đà Nẵng.